Appelée mer de Chine méridionale par la plupart des atlas, cette Méditerranée du sud-est asiatique, que les Chinois appellent mer du Sud et les Vietnamiens mer de l'Est, est un vaste espace maritime et insulaire bordé par 9 pays. Il est très convoité pour ses immenses ressources halieutiques et biologiques. Ses tréfonds sous-marins sont pleins de promesses en gisements de gaz, de pétrole et autres métaux. C'est aussi un point de passage stratégique pour le commerce maritime international. Au mépris de la loi internationale sur le droit à la mer, la Chine a décidé de se l'approprier à 80%, la désignant comme étant sa mer historique. L'archipel de Huangsa, appelé aussi les Paracels, a déjà subi une occupation militaire chinoise totale qui s'est déroulée en 2 assauts. Le premier en 1956, correspondant au retrait des forces coloniales françaises. Le second, sanglant, en 1974, a coïncidé avec le départ des forces américaines alliées du régime de Saïgon dont dépendait l'archipel. Voilà déjà longtemps que je voulais rencontrer ces pêcheurs du centre-Vietnam qui continuent de jeter leurs filets et de plonger dans les eaux de l'archipel Hoang Sa, que leurs ancêtres ont depuis longtemps appelé les sables jaunes. Dans cette partie du monde couve une guerre sans nom, guerre silencieuse qui s'accélère dans l'indifférence quasi générale des médias internationaux. Et pourtant, les pêcheurs vietnamiens paient régulièrement un lourd tribut à la loi chinoise de la canonnière. Victimes des tempêtes, les abris leur étant refusés par l'occupant, victimes de leurs précaires conditions de pêche, des éperonnages nocturnes par des bateaux fantômes, des tirs meurtriers de la marine de guerre chinoise, capturés sur leur terrain de pêche ancestral, sévèrement frappés, détenus dans les îles qui leur ont été volées et libérés contre de ruineuses rançons, ces héros ordinaires continuent pacifiquement de coller à leur mer interdite, car ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils ont leur fierté. Avec une équipe d'amis de la télévision d'Ho Chi Minh-ville, nous sommes allés à leur rencontre pour leur donner la parole et pour écouter la douleur des veuves qui ne se remarieront jamais. Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Après avoir parcouru 850 km sur la route mandarine qui relie Ho Chi Minh-ville à la ville de Quang Ngai, nous attaquons le dernier tronçon de 20 km qui nous conduira au petit port de Sa Kỳ, d'où partirent, il y a des siècles, les premiers pêcheurs vietnamiens conquérants de l'archipel Hoang Sa. À l'ombre d'un banyan majestueux, près du fleuve Som Tha, les jeunes savourent leur café glacé et leur lait de coco. La guerre est bien finie, mais on ne l'oublie pas. Nous sommes à peine à 12 km du village martyr de Sang Mei, au radour-sur-glane vietnamien où les GIs du lieutenant Calais ont massacré 504 vieillards, femmes et enfants. Encore quelques kilomètres et c'est le cimetière des héros, alignement de centaines de tombes blanches des résistants à l'occupant. Cette terre est une terre de sacrifice et de fierté. Le jour se lève sur Sa Kỳ. Pour lui, la pêche de la nuit est terminée.
et savoure tranquillement la douceur du petit matin. Les paniers de bambou tressés sont prêts à recevoir le poisson frais. De part et d'autre de la route unique, les femmes prennent position pour le marché. Adossée à la chaîne anamitique, cette étroite bande de terre est naturellement tournée vers la mer. Ici, pas d'autre choix que de vivre avec elle et par elle. À deux pas du marché, dans le port, un couple tend le filet pour une hypothétique friture. Le port de Saki a son chantier naval. Une équipe de 6 ou 7 artisans spécialisés entretient, répare et construit sur place les chalutiers de bois. Encore 4 km de rizière de champs vers le petit village de Binchao. La moisson touche à sa fin. Certains terminent le vannage. D'autres labourent déjà. Et sème la prochaine récolte. Arrivé à Binchao, Ting, le pêcheur, vient à notre rencontre. C'est lui qui va nous guider et nous présenter à ses amis villageois. Madame Hao nous attend. Tôi nghe nói thì em mắt tròn mắt con khi đang đánh bắt cá ở vùng Hoàng Sa năm nào? Dạ năm 2008 anh. 2008 hả? Dạ 13 tháng 4. Mắt thích ở vùng nào? Vùng dạ, nào của Hoàng Sa? Đổ Môn Ba. À, mắt thích với bao nhiêu anh em? Dạ mắt thích thấy 9 người. 9 người dạ, trong đây là có 2 cho con. À, dạ. Có con hả? Dạ. Đó con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 24 tuổi mới. Thì cho nên bây giờ thì tôi biết là rất đau khổ. Vì đã mất cái người thân của mình. Thân nhất của mình. Thì về thứ hai là về vấn đề bắt sát thì đã để lại nỗi buồn và một nợ không lỡ nữa, không bao nhiêu phải trả bây giờ. Dạ cái đó thì lúc đó thì cũng qua trăm mấy triệu rồi sau này nhà nước là trao được 100 triệu rồi em tỏa rồi câu là rồi cũng như cầu của chị em mò câu rồi đó. Ừ. Dạ. Vậy còn lại bao nhiêu? Còn lại cũng bữa trước thì còn là 100 triệu nhưng mà sau này rồi em cũng trả lần còn 70 mấy triệu. Madame Hao nous conduit aux sépultures de son mari et de son fils sur un petit lopin de terre légué par le grand-père. Tombe du vent.
ainsi appelés depuis des siècles, car aucun corps ne les habite, hormis des mannequins d'argile, méticuleusement pétris et intérieurement composés par un chaman local. Để sấy một mảnh mồ như vậy thì khoảng bao nhiêu tiền? Có thì chắc cũng 20 mấy triệu nha anh. 20 mấy triệu. Dạ. Có nghĩa là cổ nở rồi nhưng mà phải dạ. phải nợ thêm. Lần đầu tiên bị bắt là năm 2006 hả? Bị bắt ở vùng nào? Dạ, ở đổ Phú Lâm. À, Phú Lâm hả? Dạ. La belle-sœur de Madame Hao s'invite dans la conversation. Dạ. Thì em Ngọc là dạ. ba con của... Em dâu của chị này. Em dâu của chị này hả? Dạ. Thì cũng là mất dạ. chồng hả? Chồng em năm 2010, ngày 16 tháng 7 năm 2010, chồng em cũng đi biển tại đồ bộ quần xoa. Rồi nghe nói bộ có vua không giống vua còn núp ở ngoài, có nó chìm tàu của rồi cháy. Chồng em và chiến thuyền viên cháy luôn anh. Chồng em 51 tuổi thì em bốn đứa con. Còn hai đứa hạt thì em cứ ở nhà đi hệ có riêu rồi đi làm riêu rồi. Kêu đó em đi làm đó để làm mướn. Cọt khổ lắm anh ơi, kiếm một ngày năm 30 ngàn cọt lắm. Cái hồi đi sớm, về phải tối chứ 10 giờ. Rồi cái hồi đi cọt lắm, ngày nào không có thì em ở nhà thì hơi củi hơi đuốc, về chậm. Les maisons du village sont adossées à la colline face à la mer. Un simple coup d'œil suffit pour distinguer celles qui proviennent de la pêche côtière et du dur ramassage des algues. Des belles demeures que la pêche à Huangsa a fait pousser. La richesse est là-bas. Flashback. Ici, en 1968, 40 habitants du hameau ont été massacrés par les soldats sud-coréens. Em là ngư dân hả? Ngư dân, làm nghề biển. Là nghề biển hả? Đánh bắt xa bờ ở Hoàng Sa. Đặc biệt là Hoàng Sa hả? Dạ, ở Hoàng Sa. Thì bây giờ em đang làm gì? Và bị bét nhiều lần rồi à. Giờ nghỉ mấy lần rồi? Bốn lần bét. Bốn lần hả? Năm nào? Năm 2006 ha, là bét thu hết tờ sổn còn để cái gai gì không. Qua năm 2007 là bét coi như bén sáng người bị thương, thu hết tờ sổn, thu hết luôn cho muộn gì không. Năm 2009 chứ là bét cũng thu hết bét ngoài biển, thu hết coi như má mát rồi toàn bộ còn để cho gai gì không. Qua năm hơn nghĩa là 2010 bắt đầu bét coi như là nhốt một cũng một tháng tàu. Tháng nào? Tháng tháng ba âm lịch đó. Giảm ở đâu? Bét cho ở Phú Lâm. Ở Phú Lâm nữa hả? À, một tháng. Một tháng luôn hả? Một tháng rồi bắt đầu coi như là nó đánh. Sao cuối cùng là gần về nó đánh. Đánh bữa nay là môn bệnh, không biết thôi. Đánh một người là như người đánh? Ba người đánh. Ba người đánh hả? Đánh bữa nay môn bệnh coi như tức không biết. Đa biết. Na không đi luôn không nổi nữa. Không nổi nữa hả? Ở nhòa biết vậy đó. Và tới đó không thể ra biển nữa. Dạ, không, sức không, khỏe chưa, không cho phép hả? Sức khỏe đi không nổi nữa. Ừ. Rồi là bị đa. À, là chả gì. Rồi khi coi như là nó đánh sang ở gì. Vì đó như coi như là nó cũng thu hết tờ sổn luôn. Có đòi tiếng chuột không? Tiếng chuột. Có đòi tiếng chuột. Bao nhiêu? À, 30 vạn. 30 vạn tệ đó. Thì bây giờ đang nợ còn lại là khoảng bao nhiêu? Nợ hay là còn nợ nay là 400 triệu nữa. 400 triệu nữa? 400 triệu tiền Việt Nam nữa. Trời của bà con.
với gia mượn rồi đó. Muốn rồi bà con hả? À, với gia mượn thiếu nhà nước nữa. Em có hối tiếc đã đi đánh bắt cá ở Hoàng Sa hay không? Có hối tiếc nào? Bây giờ nếu mà không có của sắm rồi thì cũng tiếc. À, cũng tiếc đi rô ngã lồm. Ừ. Trước mắt là lồm kiếm ăn. Xa nữa là giữ đổ. Ừ. À, quần số của kêu là Việt Nam. Đúng. Thì mình cứ tiến hành rồi mình cũng như là giữ đổ vậy. Bộ lồm bộ giữ. Em nhớ Hoàng Sa không? Thì quần số mà sao không nhớ, gần đây mà thấy không nhớ. Ừ, quê hương của Việt Nam mà sao không nhớ. Deux heures et demie du matin. Le village sommeille encore, mais les fourneaux de Madame Nu sont en pleine action. Elle concocte les délicieuses crêpes, les banseres, que les pêcheurs vont venir savourer pour quelques centimes d'euros avant d'aller lever les filets du matin. Năm nào trên biển? 96. 96 hả? Ở vùng nào? Ở Hoàng Sa. Hoàng Sa. À, thì lúc đó thì sự cố xảy ra như thế nào? Đi trong chiếc ghe đó có họ bén à, ta nó chạy ra nó bén cái ngà anh chết. Bén chết trên ghe rồi ghe chạy về. Và cô còn chưa? Ừ, mới có bầu 3 tháng. 3 tháng hả? Dạ. Yeah. Sinh được hai cháu. Cháu tên gì? Cháu tên Phật Nguyễn Ngon. Rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay cháu 16 tuổi. Rồi. Là con của? Con của Trương Thị Nhị. Rồi. Và bố? Bố là Phật Vũ Khi. Rồi. Cô khi cháu nhớ đến bỏ không? Thì cháu có nhớ. Trong trung học nào? Trong được như những lúc mà khác, nhưng mà đau. Có cái hình của bố không? Dạ. Có cái hình của bố không? Có hình của bố đang nằm. À, bây giờ thì cháu đi có đi học không? Có. Lớp nào? Cháu lớp 9. Trong tương lai thì cháu, ước mơ của cháu là làm gì? Cháu ước mơ nhỉ? Tương lai cháu là cháu muốn làm một công việc thích hợp của mình để nuôi sống gia đình. Còn cho mẹ. Giúp đỡ mẹ hả? Dạ. À. Bây giờ thấy mẹ cực khổ hả? Mẹ rất khổ. Rất khổ hả? Dạ. Thì cháu có ý đi biển, làm biển không? Cháu không. Tại sao không ạ? Là vì cho là mắc ra ngoài biển rồi, giờ cháu không muốn làm ngoài biển nữa. Nếu mà cháu có cơ hội đi họp hay là đi biển, cháu sẽ chọn cái nào? Thưa chú là chọn đi học. Đi họp. Con nó là nó kêu nó làm biển thì nó sợ. À, sợ. Thì thôi, dạ, con rón hạt, rồi mới có gì đó thì mới cũng ít nhiều đó cho con ăn hạt, không tới nơi thì cũng làm sao sao gì đó. Thì cho nó chứ giờ nó ăn hạt nó kêu nó làm biển nó sợ quá. Ai cháu sợ quá hay là mẹ? Mẹ cũng sợ mà con nó cũng sợ. Con sợ hả? Dạ. Tiến, le pêcheur, est amateur du banseur de Madame Ni. C'est un de ses plus fidèles clients. Chaque matin, avant la levée du filet, il est là et il savoure. Le village commence à s'éveiller. Et déjà, c'est la dure corvée d'eau pour certaines femmes.
Les Thoums, petites embarcations circulaires en bambou tressé, sorte de bateau-panier, attendent les premiers pêcheurs. Une longue rame, fixée à la coque par de solides cordages, est savamment maniée de l'avant, en mouvement tournant alterné. Elle propulse et dirige silencieusement la frêle embarcation. Une bouée de polystyrène indique l'extrémité du filet. Une fois repéré, commence 3 heures de traction continue de ce filet, dont la longueur peut atteindre jusqu'à 900 brasses, soit près d'un kilomètre et demi. Les doigts ramollis par l'eau sont souvent blessés par les fils de nylon. Ce matin, la pêche est bonne. Ce n'est pas toujours le cas. La table est assurée pour les 5 personnes de la famille de Thien. Les frais seront payés. On pourra même inviter l'équipe du film à déguster le mérou. Nó đi làm biển là năm 15 tuổi, mà cái lẹn là 18 tuổi. À, nói chung đó là hầu kia là đi thuê cho họ là nhiều. À, sang năm là 40 tuổi á, rồi mới là đầu tư với anh em ba anh em một chiếc thuyền đi đánh đất ở ngoài đổ Hoàng Sa. Cô đi làm tại Hoàng Sa thường xuyên không? À, có lẹn Hoàng Sa thường xuyên là cái năm từ 30 cho đến là 45 tuổi. À, chuyển qua 48-50 tuổi là bị lẹn nước đó, bị sức nước ép. Hồi trước kia thằng em là chú nó là tấn ở nhà. Em biết tình hình của người dân ở Bình Châu đi đánh bắt cá ở Hoàng Sa như thế nào? Từ cái bổ chết người hay quẹt là Trung Quốc bét, nhưng mà cái đời sống mưu sinh của người dân lao động là dân biển, hay là người ngư dân ở biển là xã Bình Châu này cũng như là quẹt là riêng xã mình cả, bà con cứ ro lòm. Nếu là tà lớn thì thôi, với tà nhỏ là bà con của Hoàng Sa là đi tiếp tục với là cái nghề làm nghề mưu sinh. Thì buổi sáng nay và ngày hôm qua tôi đã gặp nhiều người bá vờ quá và đã mất chồng hay là đã mất con ở vùng Hoàng Sa, thì em nghĩ cái gì về tình trạng đó? Em nghĩ đó là một người mà chồng mất đi là rất là thầu lắm, chẳng hạn như em mà ra làm ở Hoàng Sa mà bị mất như vậy, vợ con cũng buồn khác lắm. Bởi sống biển nhà chồng mà chồng chết rồi trong nhà cái gì nghĩ. Tất cả là biển, chỉ nhà là dân ở đời sống của ngư dân ở biển, nhà nghề lẹn với là chồng làm nuôi dạy nuôi con thôi. Mà kinh tế có thay đổi hay không là cũng nhà người chồng, đó nó không do nhà người chồng thôi. Thế ngạc nhiên mà người ta biết xe liễu mạng của mình và có thể phá sản và lắm khổ cho gia đình, nhưng vắng con tiếp tục đi Hoàng Sa, thì em có gắn gì về thiên thần đó không? À, em phải nói là người dân lao động ở có đất Bình Châu này, mà riêng Kịch Cỏ cũng vậy. Nhân dân Kịch Cỏ đây là họ rất là đi làm cái nghề sống của họ rồi. Mới là nhà nước của mình nói là quần đổ là quần xoa của Việt Nam mình. Mình ra vừa đi làm, mà vừa bổ quỷ cho Tổ quốc. Bởi là cái thêm lục đồ là thiên điều của Việt Nam mình. Rồi đánh bác đó là làm ăn nó khó hơn ở trong đất liền. Gần bà, chứ đánh bác mà gần bà nào đó là đã hết rồi. Như vậy thì bây giờ thì có trên biển hả? Giờ hiện giờ cũng đang nằm ở tại đổ Hoàng Sa. À, con không biết là ta hiện giờ chiếc bây giờ là biển số là 95-43. Con là bây giờ là bao nhiêu tuổi? Con là 29 tuổi. 29 tuổi hả? Là thiền trưởng. Lần đầu tiên bị bắt là năm nào? 2009. Như vậy lúc đó thì bị bắt bao lâu? Dạ, bị bắt là đưa về Phú Lâm là nhốt hơn bữa. 22 ngày. Dạ, hơn 3 ngày đêm. Con sẽ nói lại là con rơi về biển
để trả nợ. Dạ. Nợ còn bao nhiêu? Dạ còn tới hơn bao nhiêu? Dạ hơn 120 triệu. À la rançon s'ajoute la valeur du matériel et du carburant confisqué, de la prise de pêche volée, ce qui double pratiquement la perte et donc la dette. Ces documents chinois et vietnamiens confirment le témoignage de M. Viet. Les veuves de Ben Chao qui demandent à nous rencontrer sont encore nombreuses. Nous n'aurons pas le temps de les entendre toutes. Madame Nguyen Thi Thuyet a perdu son mari en 2008 à Hoàng Sa, île de Phú Lam. Ses enfants travaillent avec elle pour survivre et pour payer les dettes. Chồng em đó là mất tích không có cái tin tức gì hết. Dạ. Mà để lại cho em là 4 đứa con. Na là còn nhỏ. Ở biển là chỉ nhờ chồng. Nên là em thì làm không có được. Nhưng mà không có chồng mới là không có cái làm thế gì được hết. Nên đất ruộng thì cũng không có. Nên làm thế làm mướn. Kiếm bữa đời 40 ngàn để gì. Kiếm nuôi con ạ. Chồng con đi làm là trên biển quần đảo quần xoa. Không ai gặp con bộ số 1 trên quần đảo quần xoa thì sáng không tìm bộ to gió lắng thì tàu thuyền không kiếm được. Bờ ngày sau thì con bộ số 2 tiếp tục có người dân trên biển qua gì hết. Không ai tìm được ai. Đến nay là gần 1 năm trời rồi mà chưa tìm thấy xác của chồng con. Chưa tìm thấy xác của chồng con. Từ đó đến nay con gì lo lập con thơ. Chồng con ra đi là để lại cho con là rất là nhiều nợ. Con ở đợ với ông cho mẹ chồng chứ con chẳng có nhờ, không có tiền lâu mà làm nhờ. Giờ phải ở nhờ với cho mẹ. Nhờ hồi bơ nó bọn nhỏ nó mất thì nó học là nó có hộ nghèo nó miễn được 20% nó đóng miễn một câu với nó là được 20% còn là còn bao nhiêu là mình phải đóng tiền thêm vô cho con nó học. Nous quittons Ben Chao, le cœur lourd. Le bateau à grande vitesse nous amène du port de Sa Kỳ dans l'île de Lý Sơn. Dans l'estuaire, nous passons en revue les chalutiers qui partiront bientôt pour la haute mer, pour Hoàng Sa, malgré l'interdiction chinoise de pêcher du 16 mai au 1er août. Une heure trente après, nous sommes en vue de l'île de Lý Sơn, toute en longueur, d'ouest en est, avec ses 4 collines volcaniques et son mince ruban de plage. La rue principale qui traverse les 2 villages de Hang Hai et de Hang Vinh est toujours très animée. Une halte incontournable devant le monument érigé à la mémoire des 70 premiers soldats ouvriers que l'empereur Jialong dépêcha à Hoàng Sa pour exploiter l'archipel, dresser des cartes et implanter des bornes de bois affirmant avant toute autre nation la souveraineté de l'empire d'Annam sur ces îles. C'était en 1815.
cái chủ quyền của Việt Nam Hoàng Sa đã được khẳng định là trước trước Gia Long nữa cả, trước Gia Long nữa cả, à, tức là thời Chu Nguyễn, Gia Long là nhà Nguyễn. Đồng thời là sau mà Pháp Đô Hộ đó, người Pháp xong Đô Hộ cách đây 300 năm rồi, thì người Pháp người ta đã lập căn cứ quân sự hoặc là đặt Thái Đăng ở tại Hoàng Sa. Ngư dân Lý Sơn là gắn bó Hoàng Sa từ cổ kim rồi mà. Cái việc mà đánh bắt xa bờ thì cái điều tất yếu là nhân dân Lý Sơn đã gắn bó Hoàng Sa đã từ xưa đến nay. Bắt năm 74 Trung Quốc ngang nhiên tới chiếm, nó chiếm đông. Thế là từ chỗ đó nó gây khó khăn, thành ngư dân Lý Sơn rất thất bại vấn đề mà đánh bắt. Nhưng mà vẫn cứ đi. Vẫn cứ đi. Bắt thì bắt mà vẫn cứ đi. Bởi vì Hoàng Sa nó thuộc về hải phận của Việt Nam mà. Nó, chủ quyền của lãnh thổ. Nó thêm lực điện Việt Nam không thể nào cải chấu được. Không ai cải chấu được. Nhưng mà bây giờ thì gặp khó khăn về kinh tế hả? Gặp khó khăn kinh tế là bởi vì cái nguồn lợi thủy sản của Hoàng Sa nó là cực kỳ là to lớn. Sống còn phong phú là nhờ Hoàng Sa. Nhưng mà giờ này Hoàng Sa nó bị Trung Quốc chiếm đóng rồi thì thành tự cái vấn đề mà khai thác khai sáng nó bị gò bó. Dân Lý Sơn coi như rất là khó khăn. Văn hóa của Lý Sơn thì có thể nói là có một buổi lễ tên là lễ khao thế đến Hoàng Sa. Thì ông có thể nói về mặt văn hóa của nhân dân Lý Sơn ấy, thì sau khi mà cái triều đại Nguyễn ấy, mà vô lại cái quyền quản lý Hoàng Sa cho giặc Pháp rồi, cho quân đội Pháp rồi ấy. Thế thì trong cái thời mà triều đình nhà Nguyễn ấy, thì coi như ra đi là cũng như ở đây thường thường còn lại những cái câu coi vô ra đi Hoàng Sa đi có việc không mà. Ra đi thì có nhưng về không, bởi ra đi trong cái thuyền nhỏ thuyền câu chỉ cấp là 6 thân lương thực, chiếc chiếu, ba sự may, bán nghiệp tre và một cái thẻ ghi danh. Đó. Cứ đi miền biệt rồi coi như là ra đó mà một mắt một còn. Thế tháng 3 đi thì tháng 8 về. Thành thử cái vấn đề chết chóc thì coi như là không thể kể hết. Không thể kể hết. Từ chỗ đó có cái họ tập mà có người thân đã hy sinh ấy, thì hàng năm người ta làm cái lễ khô lề thấy Lý Hoàng Sa. Tức là người ta thấy là mục đích là để mà triệu vớt cái hương hồn để trở về nguyên quán, người Việt bị tổ tiên. Với mục đích chứ, là để tưởng niệm cái hương hồn những người đã khuất, đã hy sinh để bảo vệ dân sân tổ quốc. Visite chez Monsieur Pham Thoai Tuyen, descendant de la famille des Pham, une des sept familles venues du continent et qui fondèrent le village de Anveni. Descendant du premier officier de la légendaire brigade impériale de Hoàng Sa, il a transformé sa demeure en véritable musée où il conserve comme des reliques plus d'un millier d'objets antiques, porcelaines, poteries en céramique, objets cultuels, bols et assiettes antiques, pièces de monnaie, statuettes Tiam, sceaux officiels, un nombre impressionnant d'actes rédigés en caractères chinois et sino-vietnamiens. Parmi ces documents uniques, un acte par lequel l'empereur Jialong fait officiellement l'éloge de ceux qui sont partis pour Hoàng Sa. Monsieur Thuyen nous présente les hôtels de ses ancêtres, Pham, qui donnèrent leur nom à deux des îles de l'archipel Hoàng Sa, l'île Hu Nhat et l'île Quang An. Les lettres jaunes sur fond rouge signifient « ancêtre fondateur de la lignée des Pham ». Face à la mer, sur le terrain en terrasse où pousse le maïs que l'on arrose, la tombe du vent de Phan Hu Nhat. La douleur du passé lointain est sans cesse ravivée par celle du présent.
với bố đi hoạt động giấc mơ chân dịch ở Hoàng Sa bị mất tích. Ở Hoàng Sa ở vùng nào? Ở vùng Ba. Trước đó thì bố bị Trung Quốc bắt mấy lần? Dạ, Trung Quốc bắt một lần. Rồi xa là ông đi với ông là bị Trung Quốc bắt 2010. Còn lần này là đi ra giấc chân dịch hầu thống chọt mấy kỳ. Coi như mất tích luôn, không biết lý do gì. Bởi vì thì chính là bố mà nuôi cháu à? Dạ, bố làm gì nuôi cháu, mà bây giờ bố mất thì cháu phải khổ thôi. Ông là một người vui tính và có năng lực, làm cái gì cũng đâu ra đó, không có bao giờ để góc phải. Nhưng mà chuyến đi này là mất tích là không biết lý do gì. Chứ còn nếu mà nói về cái kinh nghiệm và coi như năng lực của ông á, thì bố gió là ông đã có nhiều lần rồi. Nhưng mà ông cũng vượt qua hết. Nhưng mà đối với cái gió mà gấp 9, gấp 10 này thì đối với ông là không có gì. Bố 12 ông còn qua được, 5-3 lần mà. Đối với cái gió Đông Bắc mà gấp 9, gấp 10 là bình thường. Bố lúc đó là bao nhiêu tuổi? Bố lúc đó là coi như 63 tuổi. Les vêtements du fils disparu attendent toujours son retour. L'unique photo qui leur reste de leur garçon. Con là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ, thằng đó bữa đó nó đi là 19 tuổi. 19 tuổi à? Năm nay bước vô là 20. Ra biển. Vì, vì lý do nào? Là nó có nói là hay ba không đi thì con lên con đăng ký con đi. Rồi dựng tăng chứ bây giờ ở nhà cũng cực. Thì thôi đói có khai thuốc này. Ba với má còn đi làm mướn thì còn nuôi bọn con được. Con hãy hết đi làm mướn hồi tháng 9, tháng 10 thì biểu bọn con đi mượn gỗ biết không có gỗ ăn. Để bọn con, để con đi ra ngoài. Thì bây giờ nó đi vậy thì tự ngà nó đi biết nào mất tích luôn bọn con. Lúc mà ngày con biết bố mất thì cũng là ngày con đau và rất là xót xa. Thì con vẫn không tin được là mình mất bố. Và hiện nay thì con rất nhớ và rất nhớ bố con. Và con rất muốn là bố con trở về. Nhưng con biết đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Vì sự thật là bố con đã mất tại nơi Hoàng Sa. Và hiện giờ thì trong những giấc mơ thì con luôn mong là bố sẽ trở về để con quên đi nỗi đau mất bố. Nhưng thực ra thì suốt từ ngày hôm bố mất thì con vẫn mãi không được nhìn bố. Bởi vì con cách 3 tháng mà thì những người khác thì tuy cũng mất người thân, nhưng họ trước khi mất thì họ còn nhìn lần cuối. Còn riêng con thì con không được nhìn lần cuối. Còn khi đi chôn cất ba thì chỉ chôn cất được hình tượng của hình nhân mà thôi. Còn ba thì con vẫn không thấy, chính vì thế con rất là nhớ ba. Con cứ tưởng con với chồng. Chồng con sống mà giờ không có nữa, giờ không biết coi mình là mình nuôi con. Ở nhà chỉ có mình anh làm nuôi ba mẹ con, chứ con là không bệnh đau để trần là không có được á. Dạ, hơi đứa con, đứa năm nay 14 tuổi, còn con bé này 4 tuổi. Sao anh em? Sao anh em? Mất tích hả? Mất tích. Mà thay lao quá. Thay lao quá. Thì đang chờ bao lâu? Chờ mai tháng? Mà một tháng, chồng em là một tháng là dâu. Cái thay lao quá, cái ái. Đông còn gà con không thấy chồng gì hết. Nhà em khổ cực lắm. Khổ cực lắm. Dạ, qua nó cháy ra cái nhà lùm nơi ba đứa con. Bệnh lên bệnh xuống biết không? Có nghĩa là có
không đủ tiền. Dạ không đủ tiền hết chưa, không đủ tiền hết. Nhà bây giờ chưa có đó, sập lên sập xuống rồi chưa. Lên sập hả? Dạ. Nhà thì phải sửa hả? Dạ, mà không có tiền sửa luôn. Dạ. Malgré le deuil toujours présent, cette communauté s'accroche farouchement à la vie. Si la pêche est avant tout une affaire d'hommes, les femmes contribuent largement à l'économie d'appoint qui est agricole. L'île de Lisson est un grand jardin, soigneusement entretenu. Les murets de pierre volcanique brune tranchent avec le blanc du sable transporté jusqu'ici pour la culture de l'ail exportée dans tout le pays. Lisson s'enorgueillit d'être le royaume de l'ail. Mais les terrasses aménagées sur les flancs des collines voient aussi pousser oignons, haricots verts et noirs, maïs. Chaque pouce de terre est utilisée, jusqu'au sable du bord de mer. Lisson est aussi l'île des puits, certains séculaires, construits en carré à la façon du peuple Tian. Il donne de l'eau douce à quelques mètres seulement de la plage. Partout, sous le soleil de plomb de ce mois de mai, les champs vivent au rythme trépidant des vieux motopompes infatigables. Une fois arraché, l'oignon sera mis en botte et expédié vers le continent. La plongée en eau profonde, actuellement pratiquée de nuit, fait partie de la culture ancestrale de ces pêcheurs. Son mari, bien que précédemment capturé par la marine de guerre chinoise, est reparti à Hoangsa. En l'attendant, et pour arrondir les revenus du ménage, Madame Cook a imaginé un procédé original de fabrication des lampes qu'elle commercialise auprès des pêcheurs plongeurs. Elle est aidée par sa fille. Un peu de ciment pour l'étanchéité et pour lester la lampe. La lampe est hermétiquement fermée par une bonne épaisseur de goudron. Ces deux pêcheurs plongeurs opèrent à 2 ou 3 km seulement de la côte de Lisson. Le masque de plongée est fabriqué sur place, artisanalement. L'auxiliaire dévide le tuyau respiratoire auquel est joint le fil électrique qui alimente la lampe du bateau. Il doit suivre les plongeurs, leur donner du lest ou en reprendre car c'est son moteur qui actionne la pompe fournissant l'air aux plongeurs. Quelquefois, il passe au-dessus d'eux et le cordon ombilical d'air et d'électricité frôle l'hélice. Trente minutes de chasse et encore quelques plongées pour alimenter le petit marché du matin. Thank you.
Le poisson est vendu sur place dès l'arrivée sur la plage. Quatre plongeurs ont travaillé cette nuit pour l'ensemble de ces prises. Le marché est fini. Nous allons à la rencontre d'un personnage de l'île, le roi des plongeurs. 16 tuổi là lặn à. Lặn còn còn cả lớp khoảng 10 mét, 15 mét à. 10 mét, 15 mét hả? Rồi. Thì đến 30. 30 là lặn có nước là 60. Sau làm 30 á. Sau làm 30 mét à? 30 mét à. Mà lúc đó cô có một gì không? Không có. Đó là lặn Phúng Cầm không? Anh có đi lặn ở Hoàng Sa không? Có chứ. Đâu ở Hoàng Sa đầu tiên không ạ? À. Hoàng Sa, Trường Sa là đầu tiên. Vừa chỉ phát lên là đó, đầu là sắp tà đi Hoàng Sa, Trường Sa đó. Nhưng mà đi lặn ở Hoàng Sa để lấy cái gì? Nghĩa là lặn. Thủy sản, chủ yếu là gì? Chủ yếu là cá. À, là cá. À. Thì sau đó là gì? À, mình quá lớn là mình lặn mình bắt cá. Có hải sâm không? Hải sâm có hải sâm. Xa này đi trăng tờ vô dời năm mới sâm. Hải sâm như vậy là một phiên tiếp được 4-500 con. Cái nguy hiểm trong cái nghề làng, cái nguy hiểm nhất là cái gì? Nguy hiểm nhất là bây giờ là nếu mà mình nói là cần có mực lớn, nhưng mà nó thấy mình nó cũng phải là cần. Vì vấn đề mình thấy nó là mình trừng nó, tức là nó thấy nó cũng đi thật chứ nó không có nó không tới là đáp lại mình được. Đã có tai nạn, đã đáp tai nạn khi làng có nhiều không? Ngư dân cũng một năm là cũng đi 3 người, 4-5 người vậy. Il avait 22 ans lorsque la mer l'a ravi au sien. Il y a quelques jours. Un accident de plongée en eau profonde, tel qu'il en arrive 4 ou 5 par an à Lisse, par la petite route de bitume écrasée de soleil, le cortège funèbre est monté de la plaine. Il se fraye un chemin à travers les champs de maïs jusqu'à la tombe, au pied de la colline, face à la mer. Tout à côté, dans ce pays où le culte des morts est si profond, certains sont encore plus malheureux, car ils n'ont même pas de corps à mettre dans un cercueil. Ils attendront plusieurs années
avant de pouvoir construire une sépulture digne de leur disparu. Jusque-là, ces femmes iront brûler les baguettes d'encens et se recueillir devant des tombes du vent, sans nom, simple tas de terre recouvert de sable, sous un toit de tôle. Lorsqu'elles auront économisé une centaine d'euros, elles pourront payer le chaman. Il va officier pendant plusieurs heures pour que la tombe devienne une tombe du vent, selon la tradition séculaire, et que l'âme du défunt puisse enfin trouver la paix dans un corps qu'elle pourra habiter. Sous le chapiteau dressé au milieu des tombes, tout est prêt pour la cérémonie. Alcool de riz, thé et fruits, baguettes de mûrier sauvage particulier à cette île, tronçons de bananiers destinés à recevoir les baguettes d'encens, œufs de poule et fuites de laine rouge et jaune. Les cinq bandes de couleurs représentent les cinq éléments, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Puis commence le pétrissage de l'argile à l'aide d'un pilon. Elle a été recueillie selon un rite particulier à un endroit précis de la colline, à la croisée de trois chemins. Du coton est mélangé à l'argile pour éviter qu'elle se fissure en séchant. Pour la cérémonie, le chaman a loué des aides qu'il faudra payer. Le pétrissage achevé, une lourde motte est prélevée par le chaman qui la dépose sur une feuille de bananier. Puis il revêt son habit de cérémonie pour sacraliser l'argile qui devient chère et pour les premières offrandes. Alcool, été. Il reprend ensuite sa tenue blanche et entreprend la mise en forme du corps. Le squelette de la cage thoracique est mis en place. Les côtes sont placées une à une. Le chaman va ensuite placer le cœur, puis les artères et les intestins, matérialisés par les fils de laine. Il parachève ensuite la mise en forme du corps. Insère les os des bras.
se déjambe. Place ensuite les vaisseaux sanguins. Sur les bras, puis sur les jambes. Ouvre l'orifice buccal. Place les os des mains. Puis des pieds. Et perce finalement les sept orifices vitaux. L'âme du défunt sera ensuite appelée par de longues incantations à venir habiter ce corps d'argile sacralisé. Le cercueil sera déposé dans une nouvelle tombe du vent, inséparablement liée à Rangsa, déesse nourricière, tant adulée, mais si avide de vie. Bye.